Kéo xi thì xong rồi, đang phun xi thôi. Đấy, đó, dưới ra thì hô cho một con tạch vào hồi nào. Tạch phải tạch vào hồi, tạch cơm kê nhưng mà vào tao một người mần. Đó, thế đó, mình nghe một miệng cơm, miệng kê. Chụp phun xi nữa, chụp đấy thôi. Một người một cái. Giờ chủ tôi đau là không phải cả một người một miệng như thế mà một miệng như là một miệng kềm để đau không từ khi phối có hang thả tôi người một à thiền 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 thang chạm tay lại cho thiền hết nhiều điều pha con buồn với ông cún thay thiền khổ lắm chàng thiền khổ người con thả tôi cho ba con buồn vậy lòng của lòng nhà cũng xin là khổ lòng khổ người khổ con nhà tôi ăn uống ăn với anh thấy khó quan đấy. Đưa cái kẹo ra, đưa kẹo ra một cái sơ hở, thiếu của nó.
người nó thì lừa mua được bác, lừa mua một chục cơm bác. Và ngay thì nhanh nhanh nhất là không chào lắm, là kiểu đấy, lừa mua cơm là được mà không ăn bác. Đương đấy. Bác Tháo nó làm. Bác Tháo. Cái chân lên thì lừa mua kia nhá. Lừa thì. Buộc bắt luôn đấy. Không bắt luôn đấy. Bác Tháo nó nói. Đã đi chưa mua nữa bác. Cũng là nó ra đi ngay. Cũng là sao? Chụp cái mũi.